Rồi. Mờ nhỉ? Anh em đợi tí nhá. TV anh em xịn mà chất lượng hình ảnh lại không xịn. Nhìn đây. Đấy. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Tinh Vi Chuyện TV. Vâng, không làm mất thời gian của anh em nữa. Xin mời. Vâng, xin giới thiệu với anh em, đây chính là mẫu TV LED xịn nhất tới từ nhà LG. LG QNED Mini LED 75 inch. Có thể anh em sẽ tự hỏi rằng là QNED nó là cái gì? Thế về cơ bản, QNED là LCD nhưng nó sẽ được kết hợp với một hệ thống đèn nền Mini LED và nó sẽ được chiếu qua một lớp chấm lượng tử. Đối với LG thì họ sẽ tích hợp vào đây một cái công nghệ mà độc quyền chỉ có LG có thôi. Đó chính là công nghệ NanoCell. Và cũng chính công nghệ này đã khiến cho những chiếc TV của LG ấy, nó khác biệt so với lại những chiếc TV cùng phân khúc. Và đối với lại những công nghệ như vậy thì anh em sẽ có được những cái lợi thế cực kỳ lớn sau đây. Đầu tiên là hình ảnh chân thật, tự nhiên, được tái hiện một cách cực kỳ chính xác. Số 2 là tần số quét cao lên đến là 120Hz, hỗ trợ chơi game cực kỳ mượt. Hoặc chỉ đơn giản là anh em cầm cái điều khiển, anh em lướt qua lướt lại thôi, nó rất mượt rồi. Đây đây, để tôi demo cho anh em xem. Này. Đấy. Anh em có thấy gì không? Không thấy gì không? Tôi không thấy, vì nó mượt quá mà. Này. Số 3 là góc nhìn cực kỳ tốt. Anh em có thể ngồi kiểu gì cũng có thể trải nghiệm thoải mái. Ví dụ như ngồi chính diện như thế này, ngồi góc nghiêng như thế này, hoặc là nằm như thế này. Và yếu tố cuối cùng đó chính là độ sáng cao, để cho anh em có thể trải nghiệm ở mọi môi trường khác nhau. Và anh em biết gì không? Cái độ phân giải của TV này nó lên đến là 4K. Và tôi có thể đảm bảo với anh em rằng là nếu như mà anh em xem phim trên cái TV này thì hình ảnh nó cứ phải gọi là thôi rồi. Anh em sẽ không cần phải đi đâu cả, không cần phải ra rạp chiếu phim luôn. Tại vì cơ bản đây đã là một cái rạp chiếu phim tại nhà dành cho anh em rồi. Vậy thì tiện chung lại, QNED nó là hình ảnh đẹp, chất lượng cao và giá thành hợp lý. Quá là đơn giản, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chiếc TV của chúng ta cũng được trang bị rất nhiều công nghệ hỗ trợ trong quá trình anh em trải nghiệm. Ví dụ như là công nghệ Precision Dimming. Công nghệ này sẽ tối ưu về cái độ nhạy sáng cũng như là điều khiển bóng mini LED để có thể chiếu sáng một cách chính xác nhất. Công nghệ này cũng sẽ kết hợp với thuật toán Deep Learning ở trên con chip Alpha 7 4K Gen 6 để cho ra được những hình ảnh sắc nét hơn, độ sáng cao hơn và đặc biệt là giảm thiểu được hiệu ứng blooming. Dù cho cái hình ảnh ngoài của anh em chất lượng nó chỉ là HD hoặc là chớm HD mà thôi, thì cái chiếc TV này cũng sẽ hỗ trợ cái độ phân giải của chúng ta để có thể nâng cái độ phân giải lên tối ưu nhất có thể. Hoặc chỉ đơn giản là anh em cứ ngồi yên một chỗ như này và ra lệnh cho cái TV của anh em mà anh em không cần phải động chân động tay gì cả. Thử nhá. Mở nhạc Hãy Trao Cho Anh. Với phần viền mỏng hơn một chiếc TV LED bình thường thì nó sẽ giúp cho anh em tối ưu được cái không gian trong nhà của anh em. Và anh em có thể để ý phía bên dưới chúng ta có phần chân đế rất là vững chãi để đỡ được một cái màn hình TV nó to như này cơ mà. Nhưng mà nhìn lại rất là thanh thoát, giống như là một cái chân đế máy tính vậy. Đó. Và đó cũng chính là một vài những cái chia sẻ của mình về chiếc TV LG QNED Mini LED 75 inch 4K. Thực ra thì đây cũng là một chiếc TV mà mình định mua. Thế còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc TV này? Thì anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía comment bên dưới nhé. Và cảm ơn anh em đã xem đến đây. Bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!